Cường Đô La bất ngờ hé lộ thời gian tổ chức đám cưới với Đàm Thu Trang. Phải chăng sau nhiều mối tình sóng gió thì Cường Đô La đã quyết định lựa chọn Đàm Thu Trang là bến đỗ của đời mình? Gần đây, chuyện tình cảm của đại gia phố núi và bạn gái Đàm Thu Trang luôn nhận được sự quan tâm của người hâm mộ. Từ việc giấu kín chuyện hẹn hò, cả hai giờ đây là công khai rõ ràng và thường xuyên chia sẻ hình ảnh của nhau lên mạng xã hội. Mới đây nhất, Cường Đô La khiến mọi người bất ngờ khi úp mở về một đám cưới với người yêu sau hơn một năm hẹn hò. Cụ thể, khi cô nàng chia sẻ một bức ảnh đời thường của mình lên mạng xã hội và anh đã vào bình luận tương tác với bạn bè như những lần trước đó. Tuy nhiên, đoạn hội thoại của nam danh nhân khiến mọi người bất ngờ. Anh nhắn nhủ với một người quen rằng sang năm anh chị gửi thiệp mời cho hai em, nhớ vào chia vui với anh chị nhé. Liệu rằng anh và người đẹp đã tính đến một cái đám cưới sẽ được diễn ra vào năm tới? Và sau bao mối tình thì anh cũng lựa chọn Đàm Thu Trang là người sẽ cùng anh thực hiện nghi thức vợ chồng trước mặt hai bên gia đình. Cách đây vài giờ, cô cũng đăng tải hình ảnh phía sau lưng của nam danh nhân lên Instagram. Nếu như những chuyện tình trước của Cường Đô La với Hồ Ngọc Hà hay Hạ Vi luôn gặp nhiều ý kiến bình luận trái chiều, thì với Đàm Thu Trang, mọi người lại tò mò nhiều hơn là chỉ trích. Bên cạnh đó, cách yêu của cả hai cũng khác trước. Nếu như Cường Đô La tháp tùng những người đẹp khác đi sự kiện, thì với người sau này, cả hai lại lựa chọn việc đồng hành trong cuộc sống của nhau và không còn vướng nhiều đến làng giải trí Việt. Cường Đô La cũng cho mọi người thấy được anh đang rất hạnh phúc bên người yêu, mọi thứ toát ra từ ánh mắt và nụ cười. Tại đám cưới của Diệp Lâm Anh, Cường Đô La không ngần ngại hôn Đàm Thu Trang trước đông đảo ánh nhìn của mọi người. Đây là điều anh rất ít khi làm đối với những mỹ nhân khác. Ngó lơ nghi án tình cảm, Trung Dũng bảnh bao đi cổ vũ Thúy Ngân làm vedette. Khi nàng vợ hơn Thúy Ngân đi làm vedette trình diễn thời trang tối qua, Trung Dũng đến cổ vũ. Vừa qua, Thúy Ngân xuất hiện với vai trò vedette trình diễn thời trang của một thương hiệu chăm sóc uy tín và nổi tiếng tại thành phố Hồ Chí Minh. Cùng với vai trò diễn viên, Thúy Ngân với chiều cao vượt trội, dáng vẻ thu hút trên sàn diễn. Diễn viên Thúy Ngân được nhiều nhà thiết kế, ban tổ chức, thương hiệu tin tưởng mời làm vedette. Người đẹp có hơn 6 năm kinh nghiệm đứng trên sàn các quốc. Tại chương trình, Thúy Ngân thu hút sự chú ý của mọi người khi chọn tông môi nâu đỏ nổi bật trên nền áo, tóc uống xoăn theo kiểu cổ điển. Đây là phong cách trang điểm mới được người đẹp áp dụng để làm mới hình ảnh của bản thân. Nam diễn viên Trung Dũng và nữ biên kịch đạo diễn Nguyễn Hoàng Anh của phim Gạo Nếp Gạo Tẻ cũng có mặt ở sự kiện để cổ vũ Thúy Ngân với vai trò vedette. Nếu như trong phim Gạo Nếp Gạo Tẻ, Thúy Ngân Trung Dũng vào vai cặp vợ chồng có nhiều mâu thuẫn trong đời sống hôn nhân, diễn viên Trung Dũng đảm nhận vai diễn anh chồng nhu nhược, còn Thúy Ngân vào vai cô vợ hóng hách, tiểu thư, sống vì vật chất nhiều hơn là tình nghĩa phu thê. Dù trên phim khắc khẩu thường xuyên tranh cãi nảy lửa, thậm chí Trung Dũng còn có nhiều cảnh bạc tay Thúy Ngân trên phim, nhưng sau khi phim đóng máy, Trung Dũng cùng Thúy Ngân, cùng ekip phim là biên kịch Hoàng Anh, diễn viên Lê Phương, diễn viên Phương Hằng, diễn viên Tuyến Công dần trở nên thân thiết vì có cùng tính cách hài hước và cùng quan điểm lao động nghệ thuật nhiệt tình và bằng cả cái tâm. Thúy Ngân cho biết lúc trước khi phim Gạo Nếp Gạo Tẻ lên sóng, cô và diễn viên Trung Dũng vấp phải tin đồn phim giả tình thật, khiến cả hai hạn chế xuất hiện trước công chúng để tránh bị hiểu lầm là dùng tình cảm để quảng bá PR cho phim. Nhưng ở ngoài, cả hai vẫn là anh em thân thiết, anh luôn cổ vũ và cho Ngân nhiều lời khuyên quý báu trên con đường diễn viên. Về phía Trung Dũng, anh cho biết cả anh, Thúy Ngân cùng mọi người trong ekip đều quý mến nhau như anh em đồng nghiệp. Mọi người thường xuyên tụ tập ăn uống, đi du lịch và đến chúc mừng dự án mới của đồng nghiệp. Bản thân Trung Dũng cũng xem Thúy Ngân như em gái vì rất quý tính cách thẳng thắn, dù đôi lúc cũng rất đàn ông của Thúy Ngân. Đức Thịnh, Trấn Thành cứ nói yêu nghề nhưng đòi cát xê cao nhất Việt Nam không bớt một đồng. Lấy cát xê cao ngất ngưỡng như ăn cơm đoàn tốn nhất, Trấn Thành bị đạo diễn bóc phốt trước báo chí. Vừa ra buổi ra mắt giới thiệu dự án phim hài dân gian Trạng Quỳnh đã diễn ra trước sự chú ý của nhiều khán giả. Đây là phim điện ảnh cổ trang mà đạo diễn Đỗ Đức Thịnh thai nghén từ rất lâu và dự kiến phát hành vào tháng 12. Dàn diễn viên chính của phim bao gồm Trấn Thành, Quốc Anh, Nhã Phương, Khải Như và Đông Dương. Trong đó nổi bật nhất là Trấn Thành và Nhã Phương, mặc dù chỉ vào vai thứ 9, nhưng đạo diễn tiết lộ cách xê trả cho Trấn Thành cực khủng, có thể nói là nhất Việt Nam. Tạo hình Trấn Thành trong phim mới được khen khá dễ thương, Trấn Thành sẽ vào vai một người bạn của Trạng Quỳnh,
Nhưng nhân vật được cho là chuyên gia phá hoại ngu nhưng hay tỏ ra nguy hiểm. Chính vì thế, sau khi đọc kịch bản, Nam Danh Hài quyết nhận và đầu tư khá nhiều thời gian tâm huyết để hoàn thành. Trong buổi họp báo, Trấn Thành cũng thú nhận, cả cuộc đời chưa có bộ phim nào ra hồn cả, có thể vì duyên với điện ảnh chưa tới. Những phim trước đây nhận vì mối quan hệ hoặc cách xê. Nói thẳng ra thì tôi tự thấy bản thân cũng vô trách nhiệm với nghề. Sau khi Trấn Thành giải bày tâm sự, đạo diễn Đức Thịnh tiết lộ thông tin rằng kinh phí bộ phim vào khoảng 20-22 tỷ, trong đó cách xê cho Trấn Thành là khủng nhất. Đạo diễn cũng hóm hỉnh nói rằng Trấn Thành cách xê cao nhưng năng nỉ bớt hoài không bớt mà cứ nói yêu nghề. Riêng phim Chạng Quỳnh là cách xê cao nhất Việt Nam. Trấn Thành cũng phải buông mít chán nản vì đạo diễn tiết lộ hết bí mật. Là một trong những danh hài hàng đầu Việt Nam, bức cách xê để trả cho Trấn Thành không phải rẻ. Có lẽ Nam Danh Hài chỉ thua cách xê của Hoài Linh mà thôi. Từng có thông tin tiết lộ cách đây vài năm, Nam Danh Hài chỉ cần xuất hiện trên truyền hình làm MC, anh đã thu về cho mình tầm 30 triệu đồng mỗi tập. Còn với các chương trình bên ngoài, một bầu show tiết lộ để mời Trấn Thành thì cái giá lên tới 6.000 đô. Còn riêng địa phận điện ảnh, vì chưa có vai diễn nào khẳng định tên tuổi, nên Trấn Thành thường chỉ nhận theo kịch bản hoặc theo lời mời của người quen. Vì không quá quan trọng cách xê, nên con số chưa đến mức tiền tỷ, có khi còn thấp hơn cả Trường Giang. Nhưng đến thời điểm hiện tại, với lời khẳng định của đạo diễn Đức Thịnh, có lẽ mức cách xê của Trấn Thành đã vượt mặt đàn anh, đàn chị, chưa kể tiền đầu tư vào phim khoảng vài phần trăm. Nghi ngờ Việt Hương quảng cáo sản phẩm không rõ nguồn gốc, cộng đồng mạng tranh cãi gay gắt. Mới đây nhất, sự xuất hiện của hình ảnh nghệ sĩ Việt Hương trên một fanpage bán mỹ phẩm không có thông tin rõ ràng đã dấy lên sự bức xúc từ người hâm mộ. Là những gương mặt đắt xô và được yêu thích nhất nhì làng giải trí, nhiều sao Việt đã không ngại làm gương mặt quảng cáo cho một số thương hiệu mỹ phẩm chưa rõ nguồn gốc. Điều này khiến công chúng rất thất vọng và cho rằng họ tiếp tay cho những sản phẩm kém chất lượng. Dù xuất hiện với hình ảnh quảng cáo chỉnh chu, nhưng Việt Hương vẫn chưa tạo được độ tin tưởng từ công chúng, vì thế nhiều người vẫn tranh cãi gay gắt về vấn đề này. Hình ảnh của Việt Hương xuất hiện ở hầu khắp các bài trên fanpage bán hàng. Không chỉ thế, hình ảnh Việt Hương được đầu tư cẩn thận bên cạnh sản phẩm. Sau khi biết được thông tin, nhiều ý kiến đã tỏ vẻ không đồng tình với hành động như vậy của Việt Hương. Không chỉ yêu cầu đưa ra bản thành phần rõ ràng của sản phẩm, đến những bình luận thẳng thắn nghi ngờ nguồn gốc. Thị trường tràn ngập kem trộn, vì thế cộng đồng mạng tỏ ra nghi ngờ về chất lượng của nhiều thương hiệu mỹ phẩm. Việt Hương từng chia sẻ thông tin sản phẩm này trên trang cá nhân. Vậy mới thấy việc dùng tên tuổi sức hút truyền thông bản thân để làm đại diện cho nhãn hàng của chính mình hay quảng cáo cho các shop mỹ phẩm là không sai. Tuy nhiên, nó cũng đòi hỏi ý thức trách nhiệm của người nổi tiếng một cách rất nghiêm túc và cẩn trọng. Không chỉ với nhãn hàng mà còn với người tiêu dùng, hiện Việt Hương vẫn chưa lên tiếng phản hồi về ý kiến của cộng đồng mạng. Nhã Phương trải lòng sau đám cưới, phụ nữ luôn muốn chồng chiều chuộng như lúc còn yêu. Kể từ ngày chính thức lên xe hoa, Nhã Phương đã có những lời chia sẻ về chuyện tình cảm vợ chồng sau khi kết hôn. Cách đây ít giờ, nữ diễn viên Nhã Phương đã có những lời chia sẻ về chuyện tình cảm của vợ chồng sau khi kết hôn trên mạng xã hội. Có trò chuyện với các chị em kết hôn rồi, Phương mới nhận thấy, vốn dĩ phụ nữ luôn muốn được chồng yêu thương, chiều chuộng như lúc còn yêu nhau. Đến khi thành vợ chồng rồi, mà vì áp lực công việc, đôi khi người chồng lại thiếu một chút tinh ý, thấu hiểu vợ mình để dẫn đến những mâu thuẫn trong gia đình. Chưa kể sau này có con thì còn nhiều áp lực, mâu thuẫn hơn để dẫn đến sự tranh cãi không đáng có nữa. Nhã Phương tâm sự sau khi kết hôn, cuộc sống của cả hai vô cùng hạnh phúc. Nữ diễn viên Nhã Phương chia sẻ điều phụ nữ mong muốn. Sau khi chia sẻ về cuộc sống hôn nhân, Nhã Phương nhận được khá nhiều lời đồng tình cũng như sự ủng hộ chúc phúc của người hâm mộ. Có thể thấy sau khi trò chuyện với nhiều người phụ nữ đã lập gia đình và được tự bản thân trải nghiệm cuộc sống hôn nhân, Nhã Phương ngày càng thấu hiểu hơn nỗi lòng của những người vợ. Cô luôn muốn được chồng yêu chiều, quan tâm như thuở mới yêu. Mặc dù cuộc sống đôi khi gặp áp lực từ nhiều phía, dẫn đến những mâu thuẫn không đáng có trong hôn nhân. Tuy nhiên, đối với nữ diễn viên, phụ nữ dù là người yêu hay làm vợ, làm mẹ thì vẫn mong muốn được chồng của mình yêu thương, quan tâm, nhẫn nại, lắng nghe để hiểu nhau hơn. Phụ nữ sinh ra xứng đáng để được yêu thương và trân trọng. Lời khẳng định cuối cùng trạng thái của nữ diễn viên cũng nhanh chóng nhận được sự đồng tình của không ít chị em phụ nữ. Có thể thấy từ khi chính thức về chung một nhà, Nhã Phương và Trường Giang đã cởi mở hơn trong việc đăng tải những hình ảnh thân mật và những chia sẻ về tình cảm vợ chồng trên mạng xã hội. Về phía Trường Giang, anh hài hước chia sẻ lầy lội cuộc sống hôn nhân khác với vợ Nhã Phương.
Mười Khó còn tiếp tục bóc phốt cuộc sống vợ chồng Son sau khi kết hôn. Nếu như trước đó anh tiết lộ việc từ khi lấy vợ không mang theo một đồng nào ra đường, thì lần này nam danh hài tố cáo bà xã Nhã Phương ghê gớm và khẳng định không phải muốn làm gì theo ý mình cũng được. Cụ thể, khi được hỏi tại sao không mang đồng hồ, Trường Giang phân trần: quên vợ đưa mới nhớ, còn vợ không đưa thì quên, hồi xưa chưa có vợ thì lúc nào cũng đeo. Giờ thì có vợ rồi, đâu phải khi nào cũng được đeo, vợ là mẹ mà, không phải muốn làm gì làm đâu, ghê lắm. Cận cảnh 14 bức ảnh triệu like của danh hài Hoài Linh. Hoài Linh là nghệ sĩ nhận được nhiều tình cảm và sự yêu mến từ phía người hâm mộ, với gần 10 triệu lượt yêu thích trên fanpage và một trong những nghệ sĩ có trang fanpage lớn nhất nhì Việt Nam. Không khó có thể thấy những bức ảnh của danh hài có lượt like, chia sẻ, bình luận cao ngất ngưỡng. Nhưng để đạt được con số trên 1 triệu, 10% so với fanpage là một điều không hề dễ dàng. Cùng điểm lại 14 bức ảnh triệu like của nghệ sĩ Hoài Linh để thấy được tầm ảnh hưởng của nam danh hài với người hâm mộ. Bức ảnh nhận được 2,2 triệu lượt thích trên fanpage của Hoài Linh. Khoảnh khắc danh hài vào vai người bán vé số nhận được 1,1 triệu lượt yêu thích, 2.502 lượt chia sẻ và hơn 22.000 bình luận. Hình ảnh đời thường giản dị của danh hài Hoài Linh khi ăn bún tại Phú Yên nhận được 1,1 triệu lượt thích. Bức vẽ phác họa chân dung nghệ sĩ Hoài Linh do người hâm mộ tặng nhận được 1,3 triệu lượt thích. Hình ảnh ăn mì gói của nghệ sĩ Hoài Linh trong hậu trường show diễn nhận được 1,3 triệu lượt thích. Hình ảnh Hoài Linh đèo diễn viên Thanh Trúc trên xe máy nhận được 1,9 triệu lượt thích. Hình ảnh bình dị gần gũi đậm chất miệt vườn của Hoài Linh nhận được 1,3 triệu. Hình ảnh của Chí Tài và Hoài Linh khi chuẩn bị lên đường đi lưu diễn nhận được hơn 1 triệu lượt thích. Hoài Linh cực ngầu trong bức ảnh lái mô tô phân khối lớn và nhận được 1 triệu lượt thích. Bức ảnh Việt Hương Hoài Linh với tạo hình cặp đôi già trong bộ phim nhận được 1 triệu lượt thích. Bức ảnh được chụp trong thời gian quay bộ phim Nhà Có Năm Nàng Tiên nhận được 1,3 triệu lượt like. Cả 3 bức ảnh trên đều có 1 triệu lượt thích trên fanpage của nghệ sĩ Hoài Linh.